Công an hiện đang xác minh nguồn gốc 47 trên 86 trẻ phát sinh tại mái ấm Hồng L52 Tố Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để xem xét có hành vi trục lợi những em bé này từ phía chủ cơ sở mái ấm là bà Giáp Thị Sông Hương hay không. Thông tin trên được bà Võ Thị Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12 chia sẻ tại họp báo định kỳ thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 5 tháng 9 liên quan đến vụ bạo hành nhiều trẻ em tại mái ấm Hoa Hồng. Theo bà Chính, trước đó các đoàn của quận đến kiểm tra, chủ cơ sở mái ấm là bà Giáp Thị Sông Hương có những hành vi đối phó rất tinh vi. Tại thời điểm hai lần kiểm tra, tháng 11 năm 2023 và tháng 4 năm 2024, cơ sở này có hồ sơ rõ ràng chỉ có 39 trẻ theo quyết định thành lập. Về 47 trẻ vượt quá số lượng cho phép, công an đang xác minh nguồn gốc ở đâu và xem xét có dấu hiệu trục lợi hay không, sai phạm tới đâu thì sẽ xử lý tới đó. Theo bà Chính, nhiều lần đại diện quận đã trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra nhưng không phát hiện dấu hiệu bạo hành, nuôi vượt số trẻ. Hiện Ủy ban Nhân dân quận 12 đã quyết định đình chỉ thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở này. Chiều 5 tháng 9, thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 đã ra quyết định tạm giữ đối với bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm. Đồng thời, các tổ công tác của Công an thành phố đã nhanh chóng phối hợp với Công an các tỉnh đưa ba đối tượng liên quan về trụ sở để làm việc. Qua dữ liệu chứng cứ thu thập được, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 xác định 5 nhân viên bảo mẫu có hành vi hành hạ trẻ em. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chỉ có 2 người có mặt tại cơ sở, gồm Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, sinh năm 1978, nơi thường trú, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, và TMN, sinh năm 1953, nơi thường trú, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. 3 trường hợp còn lại không có mặt, gồm NTQ, sinh năm 1983, nơi thường trú, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, DTKL, sinh năm 1978, nơi thường trú, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, và DNT, sinh năm 1977, nơi thường trú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân quận 12 tiến hành thực nghiệm hiện trường. Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, hành vi của Nguyễn Thị Ngọc Cẩm đủ yếu tố cấu thành tội hành hạ người khác, quy định tại Điều 140 Bộ Luật Hình sự nên đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm để phục vụ điều tra. Đồng thời, các tổ công tác của Công an quận 12 và Phòng Cảnh sát Hình sự đã nhanh chóng phối hợp Công an các tỉnh đưa ba đối tượng còn lại về trụ sở để làm việc. Hiện Công an quận 12 đang khẩn trương củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi của các đối tượng. Liên quan đến vụ bạo hành ở mái ấm Hoa Hồng, cho rằng bà Giáp Thị Sông Hương lợi dụng trẻ mồ côi để kêu gọi tiền quyên góp nhằm trục lợi, nhiều người đã lên tiếng yêu cầu đòi sao kê tài khoản ngân hàng nhận từ thiện của người này. Hình ảnh bạo hành trẻ nhỏ dã man của những kẻ độc ác mang vỏ bọc bỏ mẫu tại mái ấm Hoa Hồng, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn đang khiến nhiều người căm phẫn. Giáp Thị Sông Hương từng tham gia một số chương trình truyền hình, tự nhận bản thân đã cưu mang hàng trăm trường hợp trẻ bị bỏ rơi, người vô gia cư, người già neo đơn. Sau những chương trình này, Hương được cộng đồng mạng tung hô là vật sống giữa đời thường. Mái ấm Hoa Hồng vì thế cũng luôn trong tình trạng đông nghịt nhà hảo tâm ghé thăm giúp đỡ. Sau khi sự thật tàn khốc phía sau mái ấm Hoa Hồng được vén màn, những nhà hảo tâm, cộng đồng mạng đã phẫn nộ lên tiếng yêu cầu đòi sao kê tài khoản ngân hàng nhận từ thiện của Giáp Thị Sông Hương vì cho rằng hành vi của bà Hương có thể là lừa đảo, trục lợi cũng như họ cảm thấy bản thân bị lợi dụng, lừa dối trong suốt thời gian vừa qua. Ông Lê Đức Thành, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, đã qua đời vào sáng 5 tháng 9, hưởng thọ 68 tuổi. Được biết, ông Thành mất ở thành phố Hồ Chí Minh sau một thời gian dài điều trị bệnh. Thành Bưởi là hãng xe khách nổi tiếng hàng đầu khu vực phía Nam, chuyên kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận chuyển khách du lịch và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, container. Thành Bưởi chuyên khai thác tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ và Đà Lạt - Cần Thơ. Tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Đà Lạt là tuyến vận chuyển hành khách trọng điểm của Thành Bưởi trong kinh doanh. Thành Bưởi được thành lập từ năm 2000 với 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải. Doanh nghiệp này có trụ sở chính tại số 266-268 Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm 2017, công ty Thành Bưởi đăng ký thay đổi vốn điều lệ từ 33 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm ông Lê Đức Thành nắm 84,71% và người con Lê Khánh sinh năm 1986 nắm 15,29%.
Cuối năm 2021, Thành Bưởi đăng ký thay đổi cơ cấu cổ đông, trong đó ông Thành giữ nguyên tỷ lệ, còn phần sở hữu của người con Lê Khánh được chuyển toàn bộ cho người con khác là Lê Dương, sinh năm 1991. Mặc dù không kháng cáo nhưng bị cáo Diệp Dũng, cựu chủ tịch Sài Gòn Co-op vẫn được tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh giảm từ 10 năm tù xuống còn 8 năm tù. Ngày 5 tháng 9, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên án các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Sài Gòn Co-op. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 6 bị cáo trong vụ án. Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Diệp Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op không kháng cáo, nhưng bị cáo có 4 tình tiết giảm nhẹ, khắc phục 17 tỷ đồng, có nhiều đóng góp cho xã hội và không có tình tiết tăng nặng. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên giảm 2 năm tù so với án sơ thẩm 10 năm tù về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 3 năm 2018, bị cáo Diệp Dũng đã không thông qua Hội đồng Quản trị Sài Gòn Co-op mà tự ý chỉ đạo các cá nhân tại Phòng Tài chính, Phòng Kế toán của Sài Gòn Co-op thực hiện các thủ tục để chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Bixi Việt Nam. Sau đó, tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Mới với số tiền 1.000 tỷ đồng trên. Ngoài ra, cơ quan điều tra đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho tất cả các bị cáo trong vụ án do có thái độ hợp tác trong quá trình điều tra, đã thành khẩn nhận tội và tự nguyện nộp một phần tiền khắc phục hậu quả, nhân thân tốt, có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác trước đây. Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lúc 17 giờ 16 phút ngày 4 tháng 9, một xe chở hành lý va chạm làm rớt mũi tàu bay A321 của hãng hàng không Starlux Airlines Đài Loan Trung Quốc khi chuẩn bị khởi hành ngày 4 tháng 9. Vào 17 giờ 16 phút ngày 4 tháng 9, xe đầu kéo khai thác 2 thùng xe đầy chở hành lý do tài xế thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam điều khiển thì một thùng xe đầy chở hành lý bị tuột chốt kết nối và bị trôi theo quán tính, va chạm với phần đầu của tàu bay A321 của hãng hàng không Starlux. Vụ va chạm làm xước phần cửa buồng thiết bị điện tử phía trước bên dưới mũi tàu bay A321. Sau khi hãng Starlux kiểm tra an toàn, chuyến bay GX718 đã đến Đài Bắc lúc 20 giờ 56 phút cùng ngày, chậm gần 3 giờ so với lịch trình. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường và kiểm tra qua hệ thống camera để xác minh, lập biên bản vụ việc, bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý. Ngày 5 tháng 9, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã xác nhận có một số trường hợp là công dân Việt Nam trong số 666 người di cư đang mắc kẹt tại một sân bay ở Brazil trong nhiều ngày qua. Ngày 5 tháng 9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil xác định có một số trường hợp là công dân Việt Nam trong số 666 người di cư đang mắc kẹt tại sân bay World Host ở São Paulo, Brazil. Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng nước sở tại để theo sát tình hình, triển khai biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam một lần nữa nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam là không ngăn cản di cư hợp pháp, an toàn, phòng chống di cư trái phép, buôn bán người, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư. Trước đó, hãng Reuters đưa tin, 666 người di cư từ Ấn Độ, Nepal và Việt Nam bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế World Port của São Paulo, Brazil trong nhiều tuần với điều kiện đáng lo ngại. Ngày 5 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận thông tin vừa có quyết định về việc kỷ luật đối với bà Đặng Thị Hòa, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Me, do vị hiệu trưởng này dù không trực tiếp đứng lớp nhưng vẫn nhận phụ cấp gần 302 triệu đồng. Theo đó, xét đề nghị của trưởng phòng nội vụ tại tờ trình số 253 ngày 29 tháng 8 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tánh Linh quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với bà Đặng Thị Hòa, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Me do có vi phạm nghiêm trọng. Kết quả thanh tra cho thấy từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 8 năm 2023, trong bảng phân công chuyên môn của nhà trường do bà Đặng Thị Hòa ký có phân công cho chính bà đứng lớp 2 tiết một tuần. Đồng thời, bà Đặng Thị Hòa được nhận đầy đủ chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo, phụ cấp ưu đãi đứng lớp với số tiền là gần 302 triệu đồng. Tuy nhiên, qua làm việc với các cá nhân có liên quan thì tất cả giáo viên chủ nhiệm trực tiếp đứng lớp, giáo viên đã chuyển trường và các cá nhân khác có liên quan đều khẳng định bà Đặng Thị Hòa không đứng lớp với định mức 2 tiết trên một tuần theo như quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.
Từ kết quả thanh tra đối với bà Hòa, Chánh thanh tra huyện Tánh Linh nhận thấy có dấu hiệu tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, nên chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tánh Linh để giải quyết theo quy định của pháp luật.